Tôi rít một hơi xong thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão. Lão bỏ thuốc nhưng chưa hút vội, lão cầm lấy đóm gạt tàn và bảo: "Có lẽ tôi bán con chó đi ông giáo ạ." Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang đàm phán để chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine của Mỹ, dự kiến công suất 100 đến 200 triệu liều một năm. Thông tin được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì. Trong cuộc họp trực tuyến về việc sản xuất vaccine phòng COVID-19 trong nước được Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì ngày 23 tháng 7, tập đoàn Vingroup cho biết đã tiếp cận đàm phán chuyển giao công nghệ với công ty Atheros của Mỹ. Dự kiến tháng 8 năm 2021 có thể bắt đầu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam. Nhà máy dự kiến có công suất 100 đến 200 triệu liều một năm. Trong khi đó, công ty cổ phần tiến bộ quốc tế cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1 và Biotech đã ký thỏa thuận với công ty Shionogi của Nhật Bản, chuẩn bị triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine. Dự kiến, tháng 6 năm 2022 sẽ hoàn tất các hoạt động và đưa vaccine ra thị trường. Và Biotech và công ty DSBO cũng đã ký thỏa thuận với quỹ đầu tư trực tiếp của Liên bang Nga về việc đóng ống vaccine Sputnik V từ bán thành phẩm. Dự kiến, đến ngày 10 tháng 8 năm 2021 sẽ có kết quả giám định, sau đó có thể tiến hành đóng ống với quy mô 5 triệu liều một tháng. Trong tháng 8 năm 2021, có thể bắt đầu tối thiểu 500.000 liều, tiến tới chuyển giao công nghệ sản xuất với quy mô 100 triệu liều một năm. Và Biotech là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam, được thành lập từ năm 2000. Tiền thân là công ty vaccine và sinh phẩm số 1 trực thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Đây hiện là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh vaccine, sinh phẩm dùng cho người ở Việt Nam. Từ cafebiz.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.